Vô nhà coi đóng cửa cho con. Vô nhà coi đóng cái cửa nhà chưa. Đá banh là mình phải xác định đá chơi hay có trọng tài không trọng tài. Tưởng mình phải thoải mái chứ đá mà nó không có biết lúc nào có trọng tài lúc nào không, nó không biết bắt luôn mà. Ví dụ mình đá có trọng tài thì chuyện về không bắt, còn đá chơi không có trọng tài thì mình bắt chứ. Bao nhiêu đó mà nó phân biệt cũng được mà. Banh là mình phải xác định tâm lý có trọng tài không có trọng tài chứ. Do tỷ số mình đang gác này này chạy ra ham đâu mà ham, nó bắt hồi giờ nó cũng dễ mà do nó bị tâm lý giờ nó dở lại chứ. Dạ anh chứ. Vậy xéo máy chứ gì sao ngang. Xéo 3, xéo 4 gì đó. Nhảy mình gác nó lên mạnh. Chú anh ôm lại cũng dùng chân rồi cũng môn bồ ban mà riết mà bắt gần không bắt bắt lao dùng chân không mà thú môn dùng tay ai dùng chân sao như vậy mà tâm lý không ổn mà thôi đá giả cho đá. Không biết cái pha nào nên bắt cái pha nào nên dùng chân nữa mà làm. Coi phát này coi phát. Lý Tông nó cũng ra nó ngọng sân á. Đa số mấy giờ ra quay cái đít lại trời ơi thú môn mò ra
Đúng không? Mà ra ra dùng tay cản phá chứ ai dùng cái lưng lại. Em bớt nó đây giờ sẽ nó về. Giống hôm mà chú không? Sao sao đó? Con đơ thấy rồi. Hôm chú bắt kênh mà con không nhớ rồi. Ở rồi. Hồi 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 tới chú Sơn mấy con đó. Chú Sơn làm mấy ông ủy ban ngồi bài nói sao mà làm gì mà ra dữ vậy? Quan trọng bắt được hay không? Chú Sơn bắt dính lắm. Bắt mấy thằng khóc luôn. Bớt tội lao. Hồi tới chú Sơn bắt bà hết luôn. Mô mỏng như cái nậu gì. Mình đây ra đưa cái mặt ra, hai cái tay đã cản phá ra, đưa cái lưng ra cho người ta đã vô. Như vậy hầu chú Sơn cũng chụp môn ra chú Sơn. Không. Sao chú Sơn chụp môn hay vậy? Những người đã banh hay là bắt lên được. Banh thì banh ra ra dùng hai tay cản phá người ta chứ, ra đưa cái lưng cho người ta xuất. Sao bây giờ chụp môn không lại ăn giang luôn á. Môn là cái khả năng thứ nhất là bắt dính, thứ hai phán đoán tình huống, thứ ba là mình đá coi cái tâm lý đá gì mà không ổn, đá không có một cái chút gì. Hôm thấy bắt một tay không? Ông tôi biết đá banh huấn luyện viên ông. Ông thấy tôi đá banh chưa mà ông kêu huấn luyện viên hả ông? Phước này nó chê tôi không biết đá banh. Đâu. Lu. Lê Minh Lu. Ủa thằng Lu. Cặp con hổ hôm qua đá kèo chạy không nổi luôn. Nhưng mà giờ có lửa không ngày mai chứ sao? Ngày qua nó đừ. Ngày qua không ai ở nhà. Chắc cái trưa nó không có chịu ngủ rồi. Anh ôm mấy cả nhà ở ngoài qua kiểm soát nó. Bị nó đi tập huấn đi hoài mới về mà. Bình thường là chú Sơn là... Chưa là nó phải ngủ, ngủ là nó có sức. Canh hồi chưa cấp điện ở nhà con ngủ ném hút xuống đây mở cửa sổ. Còn theo nhìn nhớ lại bộ dây gian coi hồi lớp 9 à. Thua bành nữa đâu, đứng ở tao bố nó chưa một ghép kia tao bố. Bành bành đầu theo đó mà không có đá đúng vị trí thôi. Cha Minh Dĩnh bắt gôn đi. Dàn đá mang lớn không có ái thua nữa đâu. Thì vì đâu nữa mình đổ lỗi chân bớ gì mà mình... Ông Tùng Đen kia đá banh vô đang thua mà cười cười như cái nọng đá nghỉ cha cho đâu. Thiện nó không có sức nó ra biên mình vô giữa mình đép đi chứ. Banh vô cường mỉm 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 chỗ. Dàn đá dưới mang lớn đá nhanh đi đá chứ rồi nó tấp vô biết đường nào đó. Anh người ta bây giờ người ta anh ngược lại rồi á. Gác 4 năm tới giờ đỡ người ta gác lại 2 tới. Anh Hà Chính. Nghĩ sao anh Hà Chính môn nào cũng biết luôn. Chụp môn cũng biết luôn. Ca sĩ cũng biết hơn Hà Chính mà đa tài mà. Thua nữa đâu. Mới thủ môn là mình ra đối mặt với người ta dùng tay cản phá chứ ra đưa cái lưng mà làm sao không đá vô. Banh mà sợ ba bắt sợ trúng mặt cho thôi bắt kênh chi. Mình ra mà đối mặt với người ta dùng tay mình cản chứ tự ra đưa cái lưng mà là đường nào cũng thua. Cái bị đỏ. Cái bị đỏ mất.
bên mà sợ người ta đánh trúng mày quay cái lưng lại làm sao bắt được. Riết bây giờ người ta ăn lại thế mang dự bị vô thua. Gác bà trái. Anh tú mua mình ra làm đối mặt đã đeo bắt ghê là mình ra làm đối mặt nấu chứ mình sợ gì, người ta mới nhấp một cái quay cái đít lại người ta đã vô nhẹ nhàng. Chứ anh đối diện người ta để coi người ta phương hướng người ta xuất đao dùng tên cản hay chân nhé, quay cái đít lại biết đường nào mà bắt. Bộ đồ của trường Giang chưa trả lại khi này nó không thể tăng không lấy lại. Cũng tê đâu khứa vô Giang đố chú sờ người ta đi dò đi khứa vô Giang. Dạ bố. Luôn, bỏ rồi. Đó. Rồi bành dũng dưỡng trâu quá.